đấng chứng minh hương nguyện phương liền ban cho Nam Mô
Nay con nghe thấy thiên kỳ tụng, nguyện tỏ Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung Bây Giờ Ngài Vô Tăng Ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bài vai hữu chấm tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà thân là Quán Thế Âm? Phần bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự cổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì xưng ngoài tâm của Bồ Tát này vậy, nếu vì nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh vì tiền can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng ngô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bao thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang qua coi nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quý giả qua cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn thân hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mà mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng dầu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oan tâm đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương Chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở cho
trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sần. Các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu Kiều Quang Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thi cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài Thời Thế Đắng thoát khỏi nơi oán tật này, đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chứng ngoại tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những chứng ngoại tầng rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già trở muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phương đừng trì huệ. Già trở muốn cầu con gái bèn sanh con gái, cô tướng xinh đẹp chớ ra trồng còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có chứng ngoại thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người tỏ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm của phan đi. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, những đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác. Trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên vương đứng lời ích như thế, Ngài Bồ Tát Y Bồ Tát bàn phận rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát. Thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân phần vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên gia
đăng đồ thoát Bồ Tát liên hiền thân chuyên gia vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thánh văn đăng đồ thoát Bồ Tát liên hiền thân thanh văn vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân phạm vương đăng đồ thoát Bồ Tát liền thân phạm vương về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân đế thân đàn đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân đế thích về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tư tài thiên đăng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân tư tài thiên về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân đại tự tại thiên đường đó thoát liên hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thiên đại tướng quân đường đó thoát liên hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tỳ xá môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tỳ xá môn vì nó nói pháp. Mà nơi đang dùng thân tiểu vương đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoát Bồ Tát liền trướng nhà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân cư sĩ đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tế quan đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tế quan vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân bà la môn đằng Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân Tỳ kheo Tỳ kheo Ni ư Bà Tạng ư Bà Di Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân Tỳ kheo Ni ư Bà Tạng ư Bà Di vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân vô nữ của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ về đó nói pháp. Nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ về đó nói pháp. Đang dùng thân trời rồng già xóa càng thánh bà tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đằng đồ thoát Bồ Tát liên đều hiện thân mà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp. Vô tận ni quang thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng dạo đi trong ca cõi đường để độ thoát chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh hay ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thế vô uy. Ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài
cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuỗi ngọc trăng bao pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này, bây giờ phần bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng thứ chúng cùng trời rồng, và cho càng tham bà tô la ta lâu la thân na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó tâm thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô thần ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sinh hoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lúc đó Ngài vô thần ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng: Thế Tôn đủ thương tô con nay lại hỏi kia. Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kệ đạt vô thần ý ông nghe hành Quan Âm kêu ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài số lớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đắm ngập ở chốn tu di bị người sâu rơi xuống. Do chân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoan vì người giữ được ra khuôn núi kim cang. Do chân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp quán tận vây đều cầm nhau làm hài. Do chân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị vô nàng vua khi hành hình chấm chén. Do chân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên tính tay chân bị gông cầm. Do chân niệm Quán Âm tạo ra đàn hoa khói nguyện rủa cá khôn độc muôn hại đến thân đó. Do chân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gặp la sáng giữ rồng độc cán loài quỷ. Do chân niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ. Do chân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi độc khói lửa đông. Do chân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da sôi mưa lớn. Do chân niệm Quán Âm liền đánh tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần.
rộng tu trí phương tiện, càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền, càng loài trong đường giữa địa ngục quy súc sanh. Sanh già bình chán có lần đều kiến dân an trường quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm hương sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá kháng tối hay phục tai gió lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây rối mưa phàm cam lồ dứt trừ nửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm quan âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm tìm niệm chớ sanh nghi. Quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bánh vòng rằng thế có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền xương thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Môn Vi Tháng Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Hán Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Hán Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Lùng Từ Đại Minh Chơn Ngôn Án Ma Ni Bán Di Hồng 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 Phổ Môn Thị Hiện Cư Vô Tầm Thâm Từ Bi Thuyết Pháp Độ Mê Tăng Phổ Cảm Ứng Tùy Hình Tư Hải Thanh Ninh Bát Nạn Vịnh Vô Thâm Nam Mô Hiệu Biên Thông Danh Từ Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pha Hoằng Thế Nguyện.
âm Như Lai tâm thính cứu khổ nguyện. Nam mô Hằng Tà Ma Trời Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Mà Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sai Tâm Ma Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Trú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam mô Vọng Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phán Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Dĩ Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Khổ Hải Phiếm Từ Phong Phổ Thế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Khuyến Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thánh Kinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bớn mây trăng lào lào bốn thánh thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm vần tâm ấy lành trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trái lòng tròn đủ thưa nay.
công thành quả chứng có bài đính đa. Vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì à, đồ tâm cả không chi khổ ách à, trong thực tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tương nhân ông tạm đo can pham kia tưởng nọ luôn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thanh cơ ấy nên cõi trên không giới thế lào lào vô ngại thường chân vốn không mùa quần ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới đi hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đế cũng chẳng có nào à không chỉ có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhị không vâng lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố tân xa lìa mộng tương đạo điên tâm không rộn ráo tu duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phẩm y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh trí đại lực quang minh ấy chúa tôi thường oai linh ấy chúa vô đẳng tịnh tịnh oai thần trừ tâm cá nguyên nhân càng khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chúa chân như thuyết rằng ấy ca lăng đa ya di đề ya
lòng má khắp thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai. Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, thế Ngài nghe tiếng hứng danh tới liền, dầu trọng bệnh liên miên khổ cực, lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tăng niệm tới danh Ngài cũng qua, vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cũng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn một nhà đường vào cánh phật từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu ai bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân canh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi Ngài muốn độ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam hải núi Phổ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện Đức Như Lai thuộc chuyện thiên Ngài, oai thần linh hiển không hai. Tầm kinh cơ cô chẳng này công phu, nếu có thể Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho, trong khổ hải đò từ vững đời, vớt chúng sanh đưa
tới lạc ban. Chín tầng thêm báo đài vàng à Di Đà Tho kia rỡ ràng thảnh thơi, từ bi cứu khổ độ đời, tầm canh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đề kính hướng về tình tam đồng quý Tam Bảo ấy, phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tân cùng dùng rễ vô minh, chỉ phàm phu tử lưng khó thành cầu đại gia từ bi nhà hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tiền đến bưu thành à, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành à, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh, tông vạn vô lượng quang phần sáng à, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ, thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi vô màu, hoa cài kim phần hồ vô bấm thối Bồ Tát vi bàn lỡ nguyên dị thư công đức. Phổ cầm nhân thêm đằng giữ chúng sanh giai công thành bằng đạo. Từ
tự quy tâm xin nguyện chúng sinh thống ly đại chúng thanh thái không ngại. Đấng Phạm Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, ngài thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý trong một niềm dân dân nghiêm ba kỳ không mà cùng tầng phần chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bằng lưới để cho vị đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời trương bao tòa thân con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y chí tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tăng đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát thọ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường Phật Bồ chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế đại hải chúng Bồ Tát pháp giới đạo tràng mười phương ấy hiện thành mấy bao kiên tường chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn thể hiện
Trong đó có một người tướng rằng can thiện nam
chúng sanh nếu các ông chứng danh hiệu ngài tại thế đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chứng ngoại tầm rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều danh hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có những chứng ngoại tầm rộng lớn nhiều sự nơi in như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền chẳng con trai phượng đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bè tránh con gái cô tướng xinh đẹp trước ra trồng còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có chứng ngoại thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chân luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan đi. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận ấy thưa Bạch Thế Tôn? Rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên vương đứng lời ích như thế. Ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nội phóng như thế nào? Sức phương tiện của ngài như thế nào? Phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phẩm. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giang đàn đồ qua Bồ Tát liền hiện thân duyên giang. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thân văn đàn đồ qua Bồ Tát liền hiện thân thanh văn. Vì đó nói pháp nơi đàn
dùng thân phạm vương đăng độ thoát Bồ Tát liền hiện thân phạm vương về nó nói pháp. Nơi đang dùng thân để thân đăng độ thoát Bồ Tát liền hiện thân để thích về nó nói pháp. Nơi đang dùng thân tư tại thiên đăng độ thoát Bồ Tát liền thân tư tại thiện vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân đại từ tại thiên đường đó thoát liền hiện thân đại từ tại thiên mà vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân thiên đại tướng quân đường đó thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tỳ xá môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tỳ xá môn vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân tiểu vương đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân trương gia vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân cư sĩ đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tế quan đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tế quan vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân bà la môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân bà la môn vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tạng đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân vô lượng của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân trời rộng giả xóa càng thản bà tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đằng đồ thoát Bồ Tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp. Vô tận ni quang thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình dạo đi trong ca cõi đường để độ thoát chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường quang thế âm Bồ Tát. Quang thế âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh hay ban cho sự vô ý. Cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ý. Ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quang Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báu giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho Ngài Quang Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăm bảo pháp thi
lại khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này bây giờ phần bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng thứ chúng cùng trời rồng và cho càng tham bà tu la ca lâu la thân na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó trong thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo Vô Tận Ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sinh hoài thần từ tại như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng Thế Tôn Đủ Tương Tô con nay lại hỏi kia phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kệ đạt Vô Tận Ý ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thắng tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài số lớn hầm lửa lớn do sinh niềm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do sinh niềm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đắm ngập ở chốn tu di bị người sâu rơi xuống do chân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoàng vì người dư rượt ra khuôn núi kim cang do chân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mày long hoàng gặp quán tạm vay đều cầm giáo làm hài do chân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình chấm chén do chân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên tính tay chân bị gông cầm do chân niệm Quán Âm tạo ra đàn hoa khói nguyện rủa cá khôn độc muôn hại đến thân đó do chân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do chân niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ quanh anh vuông nhọn đáng sợ do sưng niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do sưng niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da sôi mưa lớn do sưng niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tầng Quán Âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương
sanh. Sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến dân an trường quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm hương sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá kháng tối hay phụng tai gió lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây rối mưa phàm cam lồ dứt trừ nửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trăng sẽ sản do sân niềm quan âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm tìm niệm cho sanh nghi. Quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh vân rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm Bồ Tát chân ngôn vi án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà đốn đốn đa đề tha bà đa đề đa đề đốn đa đề đốn đa đề ta bà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni bán di hồng 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 Nam mô những niệm
Kia mở
một bước đến nơi trải lòng tròn đủ thưa nay. Công thành quả chứng có bài đính đang, hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông. Rồi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tâm cả không chi khổ ách, trong thực tâm hiền cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sáng cứu nhân ông tạm đó, càng pham kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy lên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân, vốn không mùa quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, tâm không sang xuống đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào, không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tăng cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chú duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế phẩm y đàn bát nhã, đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bát nhã là hơn, pháp môn tối thắng cõi chân mau về. Thần chú linh trí đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thịnh oai thần, trừ tấn cá nguyên nhân cán khổ, thức tỉnh lòng giang ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế. Ba thầy
đừng Quán Âm ngoài thần lòng lòng má khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nàng niệm ngài liền quá bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành hệ ngài nghe tiếng hứng danh tới liền giàu trọng bệnh liên miên khổ cực lập tức khói ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù diệu âm chi thơ cũng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao trọn một nhà đường vào cánh phật chân chất đáng ghi tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trái giới tu hành tại đồng băng thành Việt Nam một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thành nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo hầu dưới bể ngọc chia nhau sớm tối chầu ai bên không lỗi đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quán Thế Âm danh là tự tài khắp tam thiên qua lại dạo chơi từ bi ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiền thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốt ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tham biển nam hải núi Võ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phố môn thì hiện đức chuyện thiên ngài oai thần linh hiển không hai tầm tinh cơ cô chẳng nài công phu nếu có thể muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiền tân thì tới nơi nhiều giấc cấm kỳ đổ cho hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường chí thành đôn nén tâm hương vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đứng như lai truyền dạy không sai chúng ta chờ có quán này một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho trong khổ hải đồ từ vững đời
từng xem bảo đài vàng à, Di Đà Tho kia rỡ ràng thảnh thơi, từ bi cứu khổ độ đời, tầm canh giải nạn đến nơi hòa bình à, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện Chí Tăng đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen thân tư dầm dồn trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Măng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thanh tiếng mận đường vua nịnh, mùi quen ngửi mùi thơm bất tình, lời dền theo lắm chuyện gây con. Thân nam dùng găm con xe chuối, mở tướng bao la vũ trụ, bởi lùng dục lòng tham không đủ lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối với bài tố rõ, nguyện tội ra từ nay dứt bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đại thiên thành kinh hướng về, tình tam độc quý tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo, dân tân cùng dùng lễ vô minh. Chí phạm vô tử lưng khó thành, cầu đại gia từ bi nhà hồ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tiền đến bưu thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông phán vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu, tiêu trừ thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa cài kim phần hồ vô sanh, bấm thối Bồ Tát vi bằng lỡ, nguyện gì thư công đức. Phổ cầm nhân thiên, đằng giữ chúng sanh, giai công thành phần đạo. Tự quy Phật trên nguyện chúng sanh, thể theo đạo ca phán lòng vô. Tự quy pháp mãi xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh
thánh thái không